chừng chừng ngày kêu ăn bót lên mạng cho là coi mà thôi. Đồ con tỉ chó nó mắm chay mắm hết Việt Nam tới Việt Kiều. Tại ra nó cũng leo lên nè, xe gì nó cũng đi hết, chỉ xe tù nó chừa mình anh. Đâu phải có tiền mới được đập đá, đâu phải đại gia đập đá hàng ngày. Người cho em giấy tiền nè, một người cho em tiền giấy nè, giấy với tiền thì cho quay. Em ơi, theo núi đi em, để cho chúng ta nó đòi nó kim. Ăn ngủ không yên nên đầu em cứ nghĩ si hoài nè. Cặp vào một bi nè, rồi hai bi em đây cũng làm nè, rồi em đi thức trắng đêm thâu. Tôi đã khuyên nàng nhưng nàng không nghe thấy. Thuốc lắc là chi, đập đá là gì? Em sẽ quyết tâm, em bỏ tình em theo hàng đá, gán chơi đi em thành siêu sao. Ngày em sẽ quyết tâm, em bỏ tình em chơi hàng đá, gán chơi đi em thành ma.